Video này được tài trợ bởi 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam cao cấp trên sàn Shopee Mall. Hiện đang có chương trình ưu đãi cực hot, chi tiết ở phần sau video. Đây là bộ phim về bố đẻ con, xong con đánh bố, rồi con lại đẻ con, rồi con giúp bố đánh bố con. Biệt đội báo thủ, tuổi của Ultron. Bộ phim bắt đầu với một cây gậy màu xanh, một đôi trai gái nhìn nhau và quân lính hỗn loạn vì biệt đội báo thủ đã đến. Quy đầu và hậu nghệ đua xe bắn cung, Cap đua xe bắn khiên, Thỏ bắt nạt người phàm, Hulk tập boxing bằng body bag và Tony bay bởi vì anh có thể. Tony lao vào tòa nhà nhưng đây không chỉ là một căn nhà bình thường ngẫu nhiên, vì bên trong đang chứa cây gậy của Logi. Bọn này là tàn dư của tổ chức Hydra, mafia của Đức. Có đồ chơi mạnh nhưng mà Hydra vẫn sợ hãi. Chúng bắn trả Tony né nên đạn rơi hết vào nhà dân. Tony sửa chữa bằng việc cử đội quân Asimo của mình đến. Người dân ở đây không ưa biệt đội báo thủ nên ném mắm tôm hội đồng. Trong khi đó, tổ chức Hydra quyết tử với biệt đội báo thủ. Chúng có vũ khí bí mật là cặp sinh đôi Honda và Gao Bạc. Gao Bạc đối đầu với hậu nghệ, bắn cung thì hậu nghệ thua. Quy đầu bảo làm gì thì nhanh lên, kẻ hậu nghệ là phải lo hậu sự. Tony phá rào chắn của tòa nhà, điều mà đáng ra anh phải làm từ 10 phút trước thay vì bay vòng vòng. Cap và Tony được giao nhiệm vụ vào trong, còn Thỏ, aka ông mạnh nhất, sẽ không vào. Đỉnh cao chiến thuật. Tony vào dẹp hết đám lính và phát hiện một căn phòng lạ. Quy đầu đi tìm Hulk với nhiệm vụ thực hiện với kíp lợn rồng live action, đó là cách để Hulk kéo thằng nhỏ vào trong. Cap vào trong cùng Tony, anh gặp Honda, cô xuất hiện chỉ để cho Cap biết là cô xuất hiện và rời đi luôn. Sau đó cô đến chỗ của Tony và chơi đùa với tâm trí của Tony, khiến Tony thấy một viễn cảnh nơi các báo thủ không còn báo ai được nữa. Gao Bạc trở lại, hai người mặc kệ cho Tony lấy cây gậy vì đó chính là kế hoạch của đạo diễn cho việc chuyển đến intro. Các báo thủ đang quay trở về New York. Tiến sĩ da vàng xuất hiện không chỉ để đại diện cho người da vàng mà còn để chữa thương cho hậu nghệ với công nghệ tái tạo mô học được từ bài 4-1 sinh học 8. Sau đó Tony rủ Hulk làm vài gậy, anh tìm hiểu được đây là cây gậy khôn, ai có nó là khôn ra, vì bên trong là ChatGPT, một trí tuệ nhân tạo biết mọi thứ trên đời. Tony quyết định dùng nó để tạo ra Ultron. Hệ thống phòng thủ giúp trái đất được hòa bình. Nôm na là cái mà Thế Chột định làm ở phần 1, nhưng vì đó là Thế Chột nên mọi người không nghe. Còn nếu Tony làm thì mọi người chắc chắn vẫn không nghe. Mình làm mà không nói với Cap à? Cap tưởng C++ là một loại vitamin. Thuyết phục xong, họ bắt tay vào việc và họ đã thành công trong việc không biết mình thành công. Và thế là Ultron được tạo ra và nó bắt đầu lướt web. Java định mách mẹ là bị béo xăm xích thì Ultron tấn công xâm chiếm Java, chiếm luôn cả quyền kiểm soát binh đoàn Asimo. Các báo thủ lúc này đang bận tiệc tùng và thử xem ai là người xứng đáng nhất để trở thành vị thần bất hạnh nhất vũ trụ. Ultron xuất hiện và tấn công các báo thủ. Thỏ phá nát Ultron, nhưng đó chỉ là đòn nghi binh để nó ăn trộm cây gậy của Tiến Bịp và dịch chuyển đến tòa nhà của Hydra, bắt đầu tạo cho mình một cơ thể mới. Các báo thủ bắt đầu đổ lỗi cho nhau vì đó là điều mà các nhóm làm khi gặp thất bại. Và nạn nhân đổ lỗi là ai? Tony! You, Tony! Cãi nhau không có kết quả, họ cần phải đi tìm Ultron. Giờ đã có cơ thể mới và thu nạp được hai anh em Gao Bạc và Honda để đi đánh bố của mình. Hai anh em có thù với Tony vì bom Tony làm bị ném vào bồn tắm nhà họ, nên nghe theo Ultron. Các báo thủ tìm được vị trí của Ultron khi nó đang đi mua Adamantiluminum ở chỗ local dealer. Nó mà có giáp xịn thì hết phi mất. Ultron tinh tinh nhanh như chớp vì Ultron thích múc tiền của ngân hàng nào cũng được, trừ Sacombank, ngân hàng này đéo có tiền. Thằng buồn lậu bảo uầy mày giàu như bố mày thế, đúng là con nhà tông. Ultron dỗi vì không thích bị bảo là giống bố, bèn phạt hắn ăn cơm cả đời và giật đít bằng cùng một tay. Nhưng mà may quá bố của Ultron đến rồi, hai bố còn tâm sự chán thì lao vào đánh nhau. Các báo thủ khác dọn lúa để Tony một mình dạy con. Honda hack não Thò để Thò thấy ngày tàn của Asgard. Hack não Cap, anh trở về vòng tay người yêu. Hack não Quy Đầu cho cô một vé về tuổi thơ, nhưng không thể hack não hậu nghệ vì anh bị Tiến Bịp hack một lần rồi. Gao Bạc đến bế em mình đi, nhưng trước khi đi hẳn thì còn một đứa cần phải hack não. Một con Hulk màu xanh trong cơn mê lướt đi thật nhanh về phía thành phố. Tony gia tốc việc đánh con và bay về chỗ Hulk. Cả team đều đang nằm ngáo. Tony đành phải tự làm tự ăn. Anh kích hệ thần giáp và triệu hồi Thê Hulk. Hiểu không? Vì nó màu đỏ. Hai Hulk lao vào đập nhau, Thê Hulk yếu hơn The Hulk, nhưng The Hulk bị cảm xúc chi phối nên là thua. Biệt đội báo thủ bị chỉ trích vì đã phá tan hoang cả thành phố giả tưởng không tồn tại. Họ tạm thời phải rời đi, bỏ Hulk vào ba lô đưa Hulk ra khỏi thủ đô. Họ đến nhà của hậu nghệ, người mà không ai biết là có một ngôi nhà. Thỏ nhớ lại những hình ảnh Honda cho xem, anh cần đi tìm lời giải. Vợ chồng nhà hậu nghệ bàn nhau xem bao giờ đuổi được mấy báo thủ này đi. Quy Đầu và Hulk cũng bàn nhau, cô muốn cùng anh chạy trốn vì cô đã yêu anh rồi, hoặc là cô đã yêu cái giúp lơ của anh. Nhưng Hulk chưa hề dám nghĩ tới việc này. Thế Chột bất ngờ xuất hiện để không thực sự giúp ích gì lắm. Còn bây giờ để mà đánh bại thằng con của Tony thì phải ngăn cản kế hoạch tiếp theo của hắn, tiến hóa. Và Tiến sĩ Châu là Pokemon được chọn. Cô không ở đây chỉ để nâng cao quan điểm với thị trường châu Á, mà còn để tạo một cơ thể mới cho Ultron bằng Avada Kedavranium và viên đá màu vàng trong cây gậy màu xanh. Mọi thứ suôn sẻ một cách kỳ lạ. Hóa ra là Fernando Torresium là để làm thế này, chứ không phải để làm đĩa ném nhau. Trong lúc hai phe đang thăm dò nhau phát một, thì Thỏ đi suối nước nóng. Anh thấy một viễn cảnh tương lai, nơi mà người bạn thích sẽ đồng ý yêu bạn. Và dĩ nhiên là nơi đó không tồn tại. Và thứ gây ra chuyện này là 6 viên đá vô cực. Honda cũng nhìn thấy, cơ thể Ultron mới đã có ý thức,
nên Honda đọc được tâm trí của hắn ta và nhận ra mục tiêu thực sự của Ultron không phải là tiêu diệt Tony mà là reset thế giới. Cách duy nhất để rửa sạch một thứ không thể rửa sạch đấy là vứt con mẹ đi. Honda và Gao Bạc biết mình bị bịp, cô giải thoát cho Cho. Cho dừng quá trình chuyển sinh của Ultron, Cho ấn cơ. Hai anh em nhà Gao Bạc chuẩn mất, Ultron mang cái giường đi. Cáp đến nhưng đã quá muộn, người châu Á cũng hy sinh như người thường. Cáp bây giờ bèn quyết định rằng phải lên ngay Shopee 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam cao cấp trên sàn Shopee Mall. Bởi vì Ultron thì có thể chờ được, nhưng mà bộ sưu tập xuân hè mới nhất với chương trình giảm giá lên đến 50% khi mua áo sơ mi cổ tàu thì không. Từ giá gốc 420k, nay chỉ còn 210k, với cái giá chỉ bằng 2 bát phở thìn, bạn đã có một chiếc sơ mi cổ tàu vải đũi xước cực kỳ đẹp và tinh tế. Không chỉ thừa và tuyệt vời hơn cả là chống nhăn. Bạn đang chờ bạn gái thì bỗng hai đứa ngã xe. Mặt bạn gái bạn có thể nhăn nhưng mà cái sơ mi này thì không. Bạn đang đi chill với bạn bè thì bỗng dưng mấy anh sang hồ chặn đường các bạn lại. Mặt các bạn có thể nhăn nhưng mà cái sơ mi này thì không. Chương trình hấp dẫn chỉ áp dụng cho 1.000 khách hàng may mắn nhanh tay. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Quay lại câu chuyện, Cap đuổi theo Ultron, Hậu Nghệ và Quy Đầu theo sau. Họ không thể ngăn cản được hắn ta vì viên đá sẽ săn phẳng thành phố. Cap đối đầu với Ultron, không hiểu sao Ultron có thể thua khi mà hắn có thể điều khiển toàn bộ công nghệ xung quanh nhưng mà lại để ông già 70 tuổi cầm đĩa sắt đánh ngang kèo. Fuck. Quy Đầu lên được chỗ cái giường, cô ship nó đến chỗ Hậu Nghệ nhưng không thể trở thành hàng đính kèm. Cô rơi vào tay của Ultron nhưng đã tự chế một thiết bị bảo vệ cho Hậu Nghệ. Trận chiến của Cap không suôn sẻ cho lắm, suýt thì anh báo hại cả một đoàn tàu. Nhưng anh em Gao Bạc đã đến, họ làm việc đần nhất mà mình có thể làm, đổi phe. Con tàu được cứu nhưng mọi thứ chưa xong, Ultron bị điên cũng từ thằng bố nó mà ra. Tony chính là hiểm họa của Avenger. Ultron thất bại thì Tony sẽ tạo ra một Ultron khác. Cap không cho phép điều đó, các báo thủ chia phe. Thỏ đột nhiên xuất hiện, giật sét vào cái giường, nhìn giống phá hủy nhưng hóa ra lại là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Cảm ơn Thỏ. Xin nhân đế ngoan xuất hiện. Anh tên là Vision, không rõ anh là con của Ultron hay là con của Tony. Tình huống này Alabama quá tôi không biết, nhưng không có thời gian để mà kiểm tra gia phả của nhau vì họ có một cái Ultron cần phải bị hủy bỏ. Và thật tuyệt khi có Vision trong đội hình. Chứ Lockby nhìn yếu vã. Biệt đội báo thủ chuẩn bị để đến Sokovia, nơi mà Quy Đầu đã báo về. Ưu tiên đầu tiên là bảo vệ người dân. Honda điều khiển người dân di tản, Thỏ tìm xem Ultron đã định làm cái gì. Tony đi gặp con, Húc đi cứu Quy Đầu, nhưng lần này anh muốn bỏ trốn cùng cô. Húc đã không còn chiến nữa nhưng Quy Đầu thì có. Cô làm Húc to lên và hai người sẽ tham chiến. Vision cũng đã đến, hai bố con hội ngộ. Vision bắt được Ultron và đẩy hắn ra khỏi Internet. Ultron không sao lưu đám mây được nữa, hắn kích hoạt quả bom trong lòng đất và đưa Sokovia lên trời. Giờ không chỉ là đánh bọn người máy, giải cứu người dân mà còn phải khiến cho quả bom này không rơi xuống. Xuống làm gì rồi lại phải lên, đó là cách để phá hủy quả bom. Tony sẽ phá hủy toàn bộ Sokovia để người dân trái đất được an toàn. Không biết Tony có hào hứng với Đạt Villa không? Tôi chấp nhận hiến tế Đạt Villa để giải cứu thế giới. Cap không đồng ý, anh không cho phép ai phải chết, kể cả Đạt Villa. Nên đạo diễn cử thế chột đến, giờ thì người dân có thể di tản được rồi. Đã đến lúc trận chiến thực sự bắt đầu. Nếu Ultron động được vào cái lõi, tìm Cap thua. Lướt web đến thế rồi nhưng mà vẫn đéo làm được cái Bluetooth cho quả bom thì mẹ ngu vá rồi. Các báo thủ tiếp tục xoay vòng tròn chóng hết cả mặt. Vision đẩy được Ultron ra ngoài, Thỏ và Tony kết hợp vạn kiếm quy tông và Hulk xuất hiện cả hết mạng. Ultron bị thổi bay, các báo thủ rút lui để Honda ở lại canh giữ cái lõi. Quy Đầu tìm được Hulk để phải thực hiện bí kíp luyện rồng, nhưng Ultron lái máy bay bắn Hulk và tất cả mọi người. Hậu Nghệ cứu một đứa trẻ và đứng dưới làn đạn. Gao Bạc lao ra đỡ đạn hộ Hậu Nghệ, hiệu ứng Gao Bạc từ đây mà ra. Hulk đưa Quy Đầu về tàu và lôi Ultron xuống, sau đó anh cũng đi bụi luôn, rời xa sóng gió bụi trần. Ultron bị Honda kết liễu, nhưng biết tin gì bất ngờ không? Sokovia vẫn rơi xuống. Thế thì cản nó ấn cái lõi từ đâu làm cái gì? Tony và Thỏ kết hợp phá hủy toàn bộ vùng đất trên không. Trận chiến kết thúc, Hậu Nghệ đoàn tụ với gia đình. Các báo thủ có cơ sở mới ngoài thị trấn. Tiến sĩ Cho không chết này. Doanh thu phim được đảm bảo. Thỏ về nhà của mình. Tony tiếp tục làm tỷ phú ăn chơi. Người khổ nhất là Cap. Anh sẽ huấn luyện đội báo thủ mới, bao gồm Machine Gun Kelly, Thần Điêu và Honda Vision. Hứa hẹn một biệt đội báo đời báo đốm trong tương lai. Nhưng tưởng thế là xong sao? Chưa đâu, một củ khoai ngoài hành tinh incoming. Tôi là Vịt, xin chào và hẹn gặp lại.